Mến chào cô chú anh chị và các bạn trở lại với chương trình Tâm sự được phát trên kênh YouTube Ta Sa Trần. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và lắng nghe. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an. Chồng hứa tao bất ngờ trong ngày sinh nhật. Hôm đó mở cửa ra, đụng mặt một người, tôi xách đồ đi luôn. Hôm đó, từ sáng đến chiều, tôi không thể tập trung làm việc được. Toàn nghĩ chồng sẽ tặng món quà bất ngờ gì. Nhưng khi về đến nhà, mở cửa ra và đụng mặt một người, nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Đó là những lời mở đầu trong dòng tâm sự ngày hôm nay. Thì để biết dòng tâm sự này có tình tiết như thế nào, sau đây ta sẽ mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Tôi và Quân là bạn học đại học. Ngay từ hồi còn học đại học, khi nhiều cậu con trai khác chỉ biết học, chơi game và yêu đương, thì anh đã kiếm được một công việc bán thời gian để trang trải học phí cũng như là chi tiêu sinh hoạt hàng ngày. Thật ra, điều kiện gia đình nhà Quân không đến nỗi nào, nhưng anh ấy luôn muốn tự lập, không muốn dựa dẫm vào gia đình mãi. Tới năm 3 đại học thì chúng tôi bắt đầu yêu nhau, và sau khi ra trường được 3 năm thì anh cầu hôn tôi. Dĩ nhiên là tôi đồng ý, bởi anh vừa có chí tiến thủ, vừa chăm chỉ chịu khó, nhất là luôn quan tâm và chiều chuộng tôi hết mực. Hơn nữa, lúc đó hai đứa đều đã có công việc ổn định cả rồi, đã sẵn sàng cho việc kết hôn. Tuy nhiên, khi hai bên gia đình bàn chuyện cưới xin, bố mẹ tôi lại tức đến mức muốn hủy hôn. Chuyện là hai nhà không thống nhất được tiền lễ đen. Chỗ tôi, nhà nào nghèo lắm, đám hỏi cũng ít nhất là 5 ráp, tiền lễ đen thấp nhất là 10 triệu. Nhưng mẹ anh lại không đồng ý, chê quá nhiều, kỳ kèo cắt giảm từ 5 ráp xuống còn 3 ráp, 10 triệu tiền lễ đen xuống còn 3 triệu. Mẹ tôi nói, tại sao mấy chuyện này mà nhà bà cứ kỳ kèo thế nhỉ, lễ lạc đầy đủ tử tế thì vừa đẹp mặt nhà tôi, vừa đẹp mặt nhà bà, chứ có đi đâu mà thiệt. Còn tiền lễ đen chỉ là để họ hàng người ta nhìn vào, sau cưới cũng cho các con hết chứ không cầm, thời buổi nào rồi mà còn đặt 3 triệu. Bố mẹ tôi hơi gắt gỏng khi nói chuyện với mẹ anh. Thực ra mẹ Quân muốn rút gọn như vậy cũng là có lý do cả. Sau Quân còn có một cậu em trai đang học đại học và chưa ra trường. Từ nhỏ đến lớn, mẹ đều thiên về cậu em trai này hơn, nên bà muốn dành tiền để cho em ăn học và lo công việc sau này cho em ấy nữa. Nhưng tôi thật lòng yêu Quân, tôi không muốn vì chuyện tiền nong lễ lạc mà phải rời xa anh. Sau nhiều lần thuyết phục, cuối cùng bố mẹ tôi cũng chấp nhận cho tôi lấy chồng với số sinh lệ ít ỏi đó. Sau đám cưới, vợ chồng tôi mua trả góp một căn chung cư nho nhỏ. Tiền mua nhà là số tiền tiết kiệm của tôi và Quân trong mấy năm qua, tiền mừng cưới và tiền bố mẹ tôi cho một chút. Còn bố mẹ chồng, tuyệt nhiên không cho một nghìn nào. Biết bố mẹ chồng thiên vị em trai chồng từ trước, nên tôi chẳng trông mong hay chấp nhận làm gì cho mệt người. Sau 3 năm cưới, cuối cùng hai vợ chồng tôi cũng trả được khoản nợ mua nhà. Lúc này em trai chồng vừa mới ra trường được 1 năm và đòi mua nhà để cưới vợ. Nhà chồng tôi đúng là có tiền, nhưng để mua được một căn nhà thì không đủ khả năng, nên ông bà nhờ vợ chồng tôi giúp đỡ, bù thêm cho em trai vài trăm triệu để mua nhà. Khi chúng tôi cưới, có chút tiền lễ lạc mà bà cũng kỳ kèo như mua mớ rau ngoài chợ. Khi vợ chồng tôi mua nhà, bà có giúp được đồng nào đâu, mà bây giờ đòi chúng tôi bỏ tiền tuổi ra thêm mua nhà cho em trai. Với lại, chúng tôi cũng chẳng dư giả gì. Vừa trả nợ xong, tôi lại đang mang thai, phải giữ lại chút tiền trong người để phòng thân và lúc sinh nở nữa chứ. Nếu không đủ tiền, thì có thể bảo chú ấy mua nhà trả góp như vợ chồng chúng tôi. Sau này đi làm mà trả nợ cũng được mà. Nhưng ngặt nổi, chồng tôi lại là người của gia đình, lúc nào cũng lo nghĩ cho em trai. Nên dù không có, anh cũng muốn đi vay để cho em trai 200 triệu mua nhà. Tôi dứt khoát không đồng ý, tại sao phải nai lưng ra làm để mua nhà cho người khác ở chứ? Vì chuyện này mà hai vợ chồng tôi cãi nhau, chiến tranh lạnh mấy ngày. Không lâu sau đó là sinh nhật của tôi, Quân chủ động làm lành trước. Anh còn nói sẽ tạo cho tôi một bất ngờ lớn vào ngày sinh nhật. Hôm đó, từ sáng đến chiều tôi không thể tập trung làm việc được.
Toàn nghĩ chồng sẽ tặng món quà bất ngờ gì. Sau khi tan làm, tôi lái xe ngay về nhà với tâm trạng háo hức chờ mong. Nhưng khi vừa mở cửa ra và đụng mặt một người, nụ cười trên môi tôi vụt tắt. Sau cánh cửa là mẹ chồng. Thấy tôi về, bà không nói gì. Nhưng khi thấy hành lý ngổn ngang trong phòng là tôi đã mường tượng được chuyện gì đang xảy ra. Bố mẹ đã bán nhà ở quê để mua căn nhà mới trên thành phố cho em trai. Từ giờ, bố mẹ sẽ ở với vợ chồng mình. Em đang mang thai, sắp sanh nở đến nơi rồi, có mẹ lên chăm sóc, thích nhé. Tôi tức đến run người khi nghe chồng nói, liền vào phòng thu dọn hành lý và về nhà bố mẹ đẻ luôn. Đây là bất ngờ anh dành tặng tôi trong ngày sinh nhật ư? Đúng là bất ngờ thật đấy. Chuyện lớn như vậy, tại sao anh không bàn bạc trước với tôi? Mà chắc anh cũng đoán được tôi không đồng ý nên mới tiền trảm hậu tấu đây mà. Tôi nên làm gì bây giờ? Chấp nhận ở chung với bố mẹ chồng hay đòi chồng trả lại số tiền mà tôi và bố mẹ đã cho lúc mua nhà rồi ly hôn? Nhưng ly hôn rồi thì đứa con trong bụng tôi biết làm thế nào đây? Mẹ chồng tôi vốn khó tính, từ trước đến nay mẹ con đã không hợp nhau, sống chung chắc chắn sẽ xảy ra mâu thuẫn mà thôi. Dòng tâm sự thứ hai, góp hơn 1 tỷ để mua nhà mà con rể không cho tôi cùng đứng tên trên sổ đỏ. Con rể không bỏ ra một đồng tiền nào để mua nhà mà lại đòi đứng tên trên sổ đỏ là sao? Vì không muốn con gái tôi khổ nên tôi quyết định ở vậy nuôi con khôn lớn. Ngày con có công việc tốt và lấy được một người đàn ông biết chăm lo cho gia đình là lúc tôi hạnh phúc nhất. Suốt 4 năm ở trọ cùng các con, tôi thấy con rể đối xử với tôi rất tốt. Có gì ngon, con cũng nhường cho mẹ ăn. Thỉnh thoảng, con còn đưa tiền cho vợ để mua đồ cho mẹ. Tôi cảm giác con rể còn tâm lý và hiểu chuyện hơn cả con gái tôi. Khi đứa cháu thứ hai ra đời, thì căn phòng trọ 36m2 quá nhỏ hẹp. Thế là con rể muốn thuê chỗ khác rộng hơn để ở cho thoải mái. Thế nhưng con gái tôi không đồng ý ở trọ nữa mà muốn mua nhà ở cho đàng hoàng. Con gái tôi khoe đã có được 900 triệu tiết kiệm từ thời chưa cưới đến giờ. Còn con rể thì không có đồng nào do lương con rể thấp hơn con gái tôi. Với lại, ông bà thông gia ở quê rất khó khăn nên tháng nào cũng phải gửi tiền về phụ giúp. Con rể không có ý định mua nhà vì chưa có tiền, còn con gái tôi thì rất quyết tâm, thậm chí con tôi còn muốn vay ngân hàng để thực hiện việc mua nhà. Mong muốn có được một ngôi nhà của con gái làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi đang có một khoản tiền tiết kiệm 1,2 tỷ gửi ngân hàng, chưa bao giờ tôi tiết lộ với các con. Tôi có mỗi một đứa con gái này, số tiền đó trước sau gì cũng thuộc về con. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Có lẽ tôi nên chung vốn với các con để mua nhà. Sau này, về già dù không làm được gì nữa thì con rể vẫn nể mẹ vợ hơn. Vì ngôi nhà này là tiền của mẹ con tôi bỏ ra, con rể không dám đối xử tệ bạc với mẹ vợ. Nghĩ là làm, tôi đã rút hết tiền gửi ngân hàng về đưa cho con gái mua nhà. Hai con rất bất ngờ và vui sướng. Thế nhưng khi bàn đến tên chủ sở hữu ngôi nhà thì con rể chỉ muốn hai vợ chồng đứng tên trên sổ đỏ để dễ dàng mua bán và sang nhượng, không có tên tôi trong đó. Đến đây thì tôi rất phân vân, không biết nên hay là không nên góp tiền mua nhà chung với các con nữa. Mọi người cho tôi lời khuyên với. Như vậy là Tasha vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa Tasha cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tâm sự tiếp theo. Xin mến chào.